Rồi, xin chào tất cả các bạn, một con xe cúp lùn 50 phân khối đời 2008 nha. Đây là bản kỷ niệm 50 năm 1958-2008, kỷ niệm 50 năm phun xăng điện tử. Phun xăng điện tử rất là lợi xăng nha. Xe nhẹ, dễ nổ, chạy khoảng 75 km trên 1 lít xăng nha các bạn. Rất là lợi xăng luôn. Xe đặc biệt, con xe nguyên zin nha. Nguyên zin hết, từ A tới Z, ốc ác, linh kiện, nước sơn, máy móc nguyên zin hết, còn rất là đẹp. Cho anh em nào mua cho bé đi học, không cần bằng lái nha, 50 phân khối không cần bằng lái. Xe rất là dễ nổ nha các bạn. Đây, đập nhà em cái là nổ nè. Rớt chân là nổ nha. Rớt chân là nổ nha các bạn. Rớt chân là nổ nha các bạn. Đó, xe nguyên zin hết, giấy tờ đầy đủ nha anh em, giấy tờ đầy đủ. Các bé đi học là bá cháy vào chát luôn. Biển số 65 Cần Thơ nha. 36 ông địa, không phải 36 gì ta, 36 là gì? Quên luôn, không chơi số đề không nhớ luôn các bạn. Đó, rất là đẹp nha, giá 35 triệu nha các bạn. Bánh lùn nha, nguyên zin. Dạo này thanh niên rất là khoái lấy xe cúp 8186 chế lại thành xe lùn nha các bạn. Tức là mua đồ đài lon, nó có cái mẫu đài lon á, về chế lại bánh lùn, rồi bánh câm lùn yên, rồi đầu về, rồi làm lùn y chang nha các bạn. Nhưng mà xe Trung Quốc nha các bạn. Đó, chế lại. Còn đây là xe nguyên zin nha, zin nguyên bản, zin nguyên bản. Rồi, giá chỉ có 35 triệu, anh em nào mua cho bé đi học thì xúc nha. Giá này là giá thanh lý rồi nha các bạn, chứ không có giá này rồi nha anh em. Anh em lưu ý nha, giấy tờ đầy đủ nha. Cà vẹt vàng, 5 số luôn nha. Rồi, xe có sẵn ở Sài Gòn, anh em nào chạy qua múc nha các bạn. Còn những em nào ở tỉnh thì chuyển cọc, mình sẽ nhờ bưu điện ship tặng nhà cho anh em luôn nha. Rồi anh em lưu ý nha, giá thanh lý chỉ có 35 triệu. Anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng điện xe cúp nha.